Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Ha Vlog nha mọi người. Bên này nhỏ một hồi con nghe chóng có la gì mà cũng im nha. Bữa nay con chơi chơi lớn luôn á. Chơi gì vậy? Con chơi là con giải bộ con... Hồi con quýnh luôn á. Con gì quá? Hồi quýnh hào quá. Quýnh con ta? Con giọng con mặt cái bập bự rồi đứng sao? Làm nhân viên quá. Cái bình thường. Cái gì cục chứ? Quýnh hoài gì? Bảo lực gì vậy hả? Quýnh hoài à? Ai à? Sợ sợ không quýnh nè. Có tu nhà không quýnh là ba vậy nè. Nó chơi thôi chứ hồi con chóng con cho ăn á. Mà có la sùm gì ba. Đừng có ra nha. Cho nha chứ không có thiệt nha. Mà ba nghe mà con la là ba ra. Tức là con ra cứu con thì ba mới ra. Tại vì nhiều khi con cho hồi quýnh con thiệt luôn rồi con phải kêu quýnh. Cái gì vậy trời, phải đảo với ba vậy. Ý là con sợ là hồi con cho ăn hồi con sợ quýnh con thiệt. Con làm lệnh hả? Sao lại? Hồi để ví dụ mà hăng quạo quá thì ba mình sẽ ra giải cứu cho mình nha mọi người. Chứ bàn tròn bữa nay của mình là gắt lắm á mọi người. Hồi sớm tới giờ á thì mình nói với Hăng á, là mình đi đánh pizza. Mà thiệt là sớm giờ mình đi đánh pizza với lại anh ba với anh Khánh rồi mọi người. Cho nên là giờ này mới về. Mình vô bếp á, mình tính đi vô chổng chơi. Mình vô cái mình thấy Hăng đang đuôi cua trong bếp á. Mình đi vô không nghe luôn. Cái mình đứng mình nhìn một hồi không thấy quay lại luôn. Mình mới suy nghĩ được cái bàn tròn này hay lắm mọi người. Bây giờ để mình lén lén vô chổng một lần nữa, mình đặt được một cái góc quay đi. Rồi mình thực hiện một cái màn tròn cho mọi người xem nha. Ba nhớ rồi, con kêu cứu, cứu con nha ba. Con kêu ba cứu con không? Đúng rồi, còn Hăng mà Hăng có la gì ba cũng kệ đi. Tại con không có làm gì mà anh tay là ba sợ sợ. Con tròn mà. Nó sợ ai nghe được. Ok mọi người, giờ mình sẽ vô chổng đặt góc quay. Đúng là con trai của ta. Ê, nghe giọng xỉn vậy nó có lý gì vậy? Đổ. Giọng xỉn vậy nó có lý hả? Sao nó đi đánh pizza? Sao nãy anh nói với em là đi đánh pizza mà giờ anh xỉn? Thì đi thục. Thục gì? Thục có dài chơi rượu. Thục hả? Im. Nói không? Im. Nói không? Không. Đây là đồ cứng. Đồ cứng. Không phải chanh không? Không chú. Không phải chanh không? Sao mà nó đi đánh pizza rồi nó dốc cái láo vậy? Đúng rồi, đó mè. Cùng cái gì dốc xỉn đó mè. Đánh chanh đó mè em vậy chứ. Hết chanh luôn rồi nè. Ôi còn cái này là nó chanh nha. Phiền quá. Anh uống không? Câu văn tâm anh à. Phiền quá. Phiền quá. Nhức cái đầu. Uống nhiều vô rồi nhức đầu. Nói nhức mềm mềm nhức cái đầu dữ vậy trời. Trời ơi, mày giết rồi mày không ai mà chơi với mày luôn á. Mày giết rồi bây giờ mày không có bạn bè gì hết trơn á. Trời ơi, giết. Ê,
còn tỉnh táo không? Làm gì vậy? Điện chỗ khác, điện chỗ khác, điện chỗ khác. Cái gì? Mày ngu lên chưa? Ê! Còn tỉnh táo không? Anh nói ai biến vậy? Còn nói chuyện được không? Quay qua đây nói chuyện coi làm gì chị? Nói... Nghĩ cái chân xuống với bạn Cương. Ủa tại sao mấy giấc mấy đám đi nhậu? Xong rồi giờ về đây nhậu xỉn sai xong rồi còn... Làm gì á? Làm gì á? Làm gì gạt gạt mấy này chi á? À. Rồi biến? À. Ủa? Anh không biết em là ai mà anh kia biến làm sao? Ai à? Anh không láo rồi. Em hỏi anh tại sao anh gạt em? Gì? Không biết khùng hả? Nhậu mấy giờ mà xỉn tới nó không biết ai là ai luôn vậy hả? Mở con mắt hết lên luôn rồi hả? Ai không biết ai mà kêu ta biết hả? Ai vậy? Rồi bây giờ đi lên tủ nè. Mềm là mềm nhất cái đầu dữ vậy trời. Đi lên. Ủa rồi. Đi lên đi ngủ đi rồi. Ủa. Bay ơi ông cố ơi sao nó lộn cái gì ai lộn gì ai vậy Giờ anh có đi lên ngủ không? Giờ muốn chơi không?
Hỏi một lần cuối. Muốn chơi đúng không? Đó giờ chưa có lộn bao giờ đúng không? Anh hỏi là có đi lên ngủ không? Đó giờ chưa có lộn bao giờ đúng không? Sao mà trời ơi là trời. Có đi lên ngủ không? Hả? Không lên đúng không? À nói chứ biết. Bây giờ có đọc trên Facebook vụ mà chém vợ không? Chém đi, lẹ. Đang coi nghĩ đó. Lẹ. Từ từ. Rồi mọi chuyện á, nó bùng phát lên nè. Ai đã gì bùng phát? Thì một cái dao sẽ chém vào cần cổ. Mắc cười quá, cũng ai làm gì bùng phát. Rồi đi, rồi sẽ thấy cuộc đời của em. Bạn gì vậy? Ê, quýnh lộn hay gì? Em hỏi anh có nhậu. Quýnh lộn hay gì? Anh nhậu vô chứ không phải anh bị thùng nha. Có lên ngủ không? Đau một hồi. Có lên ngủ không? Đau một hồi bạn nha. Có lên ngủ không? Ngủ là cái gì? Rồi ok. Ta muốn tỉ hí ngủ. Ngủ là cái gì? Tối nay ngủ rồi. Trời ơi, có nói gì tối nay tối ơi. Hồi bữa tới giờ sẽ nhau như vậy. Bữa nay khỏi tối nay tôi ơi vậy. Hết thì bước xuống. Chúng ta làm với nhau một cái. Sẽ gì gì xin ra. Không có tiêu rồi. Không đánh mà đau, không đánh mà đau. Không... Ôi! Ôi! Dẫn con xíu dục gấu xuống luôn chạy. Cậy đi. Mồ hôi cũng bình thường nữa à. Bữa giờ mình tiếp Tết tới giờ biết nhiêu lần mọi người. Nhưng mà mấy lần trước mình chọn xong mình có cho thấy máy quay là biết mình chọn. Còn giờ sao tự nhiên hoang ngoảy đi lên trên luôn trời. Nãy mình xô nhẹ mà, xô nhẹ con cái mà. Giờ sao đây mọi người? Giờ mọi người cho mình ý kiến đi. Mình nên gọi là chống lại luôn hay là mình điện thoại mình xin lỗi đây mọi người. Mà thấy mình ok không? Mình giả xỉnh một cái. Hồi nãy mình mà nóng một cái rồi chuyện gì xảy ra nữa. Không biết. Chuyện gì xảy ra nữa không biết. Hoàn toàn không biết được. Tại vì tính mình nóng á mọi người. Tính mình nóng một cái là chuyện gì mình cũng làm lên. Nó thiệt á. Không phải mình sợ đâu. Thiệt á. Hồi nãy cầm cái cây chà đâm tiêu không có mình sợ đâu. Mà mình muốn mọi chuyện nó im đẹp thôi. Mọi chuyện cho nó im đẹp nó nhẹ nhàng lại. Mình mới tết chất. Im. Bỏ xuống một cái mà làm tới liền luôn. Rồi giờ dục cái gì luôn rồi. Mà không sao đâu. Chắc không sao đâu mọi người. Hồi mình lên. Hồi mình lấy điện thoại mình điện mình nói với Lip John rồi mất mớ dữ vậy chắc chắn cũng sẽ mở cửa thôi. Mình biết giờ này khóa cửa cho anh đó. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Mọi người đừng lo cho mình nha, mình không sao đâu nha mọi người. Chắc chắn là mình không bao giờ có sao. Tối nay mình vẫn ngủ im đềm. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Còn bây giờ chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.